Nhìn nhà ngoại mới quá lạ hả con? Ma chạy về mang đôi dép chạy xíu 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 sáng là cô mới rửa đôi dép Dạ rửa cái chỗ này nè, đi hỏi sao con không để xuống dưới mừng quá chị, ngoại là đẹp quá. Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Và hiện tại thì Trang đang có mặt tại thành phố Cà Mau. Còn địa chỉ cụ thể thì chắc nhờ em nói đi Út mà chị quên luôn rồi. Dạ, tụi em ở ấp Tân Phong A, xã Hòa Hành, thành phố Cà Mau. Dạ, hôm nay thì Trang chính thức vô nhà của cô Nhất và chú Linh cùng với mấy người con với cháu của cô đã chính thức bàn giao nhà cho cô. Còn bây giờ thì Trang cũng xin mời quý ông bà cô chú anh chị mình cùng tham quan một vòng nhà của cô ông bà cô chú. Nhà của cô là đây là cái nhà đầu tiên mà Trang thay đổi cách làm, cũng như theo lời góp ý của ông bà cô chú anh chị thì Trang có sửa một số mẫu theo ông bà cô chú anh chị đã góp ý kiến đó. Dạ đây mà cô chú anh chị nhìn nè, tường thì lúc trước thì Trang làm tường cũng bê tông nhẹ rồi sơn đây, thấy có lạ hơn trên video không cô hả? Trong trên video á, lúc mà con làm những cái nhà khác mà cô xem á, là nhà là lúc trước là con dùng bằng thiếc nè, rồi sau này mình làm bê tông nhẹ thì nó khác hơn, nhìn giống Khác tường rồi, đúng không? Dạ thì mới sơn thì cũng chưa có khô hùng. Đây mình đi vô trong hay cô ha, đi dạy vô, đi vô gia đình mình vô luôn. Đây tiền mình đóng cửa lại cho cameraman quay cái cửa của mình với nha. Rồi chốt gài đầy đủ hết hả cô? Rồi cửa hết ha, tay nắm đồ đầy đủ ha. Đây tay nắm cửa, đây cửa sổ mình mở ra được nè. Biết gài không cô? Cửa sổ này cô biết gài không? Thì cô biết gài cửa hết sổ hết hả cô hả? Cô hả? Dạ đây, mở cửa cho thoáng nha. Đây nhà cô thì chuyến này Trang đổi mẫu như cô chú góp ý thì Trang sẽ đổi những cái khung cửa này luôn và cửa nhôm kính luôn. Đó. Cửa sổ nha, cây thì cũng làm luôn. Dạ thì nhà của cô á, theo thì giống như là tiền á, thì cái nhà này lúc mà Trang mới đổi mẫu á, thì với số tiền mà Trang mua thì cũng không có thấp, nên á, thì Trang cũng chia sẻ với cô luôn nha cô. Dạ kẽm á, thì con mua đầu tiên á, là kẽm á, những cây cột á, cột 7 cột như là cột cái, là mấy cái cột bự đó là 75 vuông là con mua 1 ly 4 ha. Còn tất cả cây còn lại như cây này nè, cây 24 là cũng 1 ly 2 này, cây 3 vuông cũng 1 ly 2, cây 36 cũng 1 ly 2, và cây 48 là cây đồng tay mình nè, đồng tay của mình con làm 48 luôn ha, là cũng 1 ly 2 hết luôn. Đó. Rồi ví dụ như cây này cũng như là dưới đây là lên điểm lên cây là cây thun vuông, mình gọi là cây nẹp dách đó. Thì có một số chỗ thì mình gọi là cây thun vuông, như trên con thêm thun vuông, còn dưới cô thì kêu bằng cây nẹp dách gì đó. Thì ở đây dưới từ dưới lên trên là con làm 6 cây ha. Con có thể bớt lại 1 đến 2 cây, ví dụ như con lấy khoảng cách 1 mét nè. Thì con dừng dưới đây lên đây 1 mét, lên đây 1 mét, lên kia 1 mét là con bỏ ra được 2 cây. Còn ví dụ như sắt này con mua cho mình 1 ly 2. Ví dụ như con mua bớt lại 1 ly mốt là một cây gì nó rẻ từ giá là mười mấy đến 20 ngàn. Là toàn bộ cái nhà con giật xuống 1 ly thôi. Là cái nhà mình rẻ hơn, con vẫn muốn là cái tiêu chí là vẫn mua dày dặn rồi chắc chắn cho mình ha. Rồi, con nói để cô hiểu. Còn ở đây là Trang cũng thay đổi mẫu nè mà cô chú anh chị. Đây thì dùng cái tấm này là tấm nano. Đó. Đẹp hay cô ha? Nền thì chiếc này Trang cũng đổi màu. Giống như là lần này thì được mình lót sao á, Trang lót màu gạch sáng luôn nè. Đây cửa buồng, cửa buồng. Giờ kế leo vô trong cái mình sẽ xem phòng nha. Ở đây cô Trang có làm cho cùng cái phòng nè. Vô đây, đây thì có một cái phòng, cửa thì cũng cửa nhôm nè, đây cũng có cửa sổ, đây mình chưa tháo hay cô ha, còn mới luôn nè, chưa tháo luôn nè. Dạ đó. Cái phòng của cô ở đây, khiên cái giường vô hai mẹ con ngủ là ngon rồi, im gạch đẹp luôn rồi. Tiếp phòng ngủ thì mình sẽ đi thẳng vô trong là cái nhà vệ sinh. Đây là cái khuôn bếp hay cô, mình có cái bàn để bếp ga rồi, mình thì mình nữa mình đem xuống đây mình để xuống đây hay cô ha. Đây mở cửa đây mình nấu ăn đây luôn.
Thì con thì con nghĩ là cái cửa này cũng không có cần thiết, nhưng mà nhà tài trợ thì người ta vẫn muốn là làm một cái cửa sổ ngay trong bếp nấu ăn á, thì con vẫn cũng nếu làm á thì không làm thì nhà mình đỡ một ít tiền, còn nếu làm thì mình không còn số tiền cửa sổ thôi. Đây còn một cái cửa sổ như thế này là 750.000 rồi. Đây ở đây tại vì bên đây mình có cái cửa nữa mà, mình mở ra nó cũng thoáng nè. Đó, nha. Sau này út nhỏ lớn lên, út nhỏ mằng có tiền, út nhỏ đâm cái trái ra đây nữa, làm thêm cái phòng nữa. Rồi vô nhà nè. Dạ còn kế bên đây thì nhà vệ sinh. Đây, cửa thì mà chiếc này mình cũng làm cửa nhôm kính, nhưng mình làm bích luôn nha. Để cho cây game vô đi. Cây game vô cái nhà vệ sinh đây. Được không? Chưa? Hả? Cửa. Anh mấy chú dán gạch ha, lên này rất là đẹp. Cái bồn cầu thì chuyến này con mua bồn cầu cho cô, bồn cầu nhắn nút rồi cô. Bồn cầu nhắn nút là 1 triệu mấy á, con cũng quên rồi. Tí xíu thì con đọc tên to lên là mình cũng hình như là 1 triệu lẻ gì đó, mà người ta bớt người ta lấy 900 thôi. Nhưng mình nhắn nút luôn, tại con thấy mình có cây nước nè, nữa mình vô mình xài. Chứ lúc trước thì con mua thì mấy bồn cầu giỏi không mà. Rồi đây bây giờ thì mình sẽ ra nhà trước nha. Nhà đẹp không cô? Hả? Đẹp quá trời rồi, bây giờ mừng dùm cho nó nữa đó. Dạ, hả? Mừng dùm hả? Không có trang mà cũng khổ vậy về. Không có trang, không có nhà không? Rồi mình tham quan xong rồi, bây giờ thì mình sẽ đến lúc bàn giao nhà ha. Lúc mà chờ đợi nhất là mình sẽ công bố số tiền mà nhận được từ những nhà hảo tâm nè. Rồi tới mình sẽ đọc mà những gì con mua để cho cô được gõ ha. Rồi gia đình mình ngồi xuống. Qua đây nè bé Út. Bé Út qua đây đi, hay ngồi kế mẹ đi. Rồi. Đây gạch của mình chắc gòn luôn, đẹp quá ha. Cái con trắng luôn hả con? Gạch này với cái đống gạch buồn nó tìm tiệp đẹp thấy không? Tiệp tiệp luôn hả? À, tiệp tiệp con lựa mà. Dạ. Theo cái này màu trắng cũng được, nhưng mà con muốn nhắn điểm là để màu vàng, chứ nó cũng có gân trắng gì luôn nè, gân trắng giống như ở trên luôn á. Dạ đây vàng. Nhưng mà nó sáng nha. Dạ. Nó nổi lên. Các nhà này, căn nhà này cũng là khá lâu rồi đó bà cô chú anh chị. Theo thì giống như ở gần chỗ Trang thì Trang đến bàn giao trong thời là cái ngày hôm sau là Trang đến bàn giao rồi. Nhưng do là cô còn lấn đền nè, với hai nữa là từ Trang mà xuống đây cô là Trang phải chạy xe ít, cũng phải từ 4 tiếng đồng hồ. Cho nên đó là do cái này Trang bận ở trên làm cầu á, không có, nếu mà xuống đây là phải mất nhất 2 ngày. Ở trên làm cầu thì mình phải mua vật tư, rồi những cái ngày đủ trụ á, mình phải chia sẻ lên cho ông bà xem á. Nên là cũng dựng nhà tới giờ cũng khoảng 2 tuần rồi quá. 10 ngày chứ cô hả? Bữa 29 tháng 7. Ê tháng 6 chứ, 29 tháng 6. Ngày rằm tháng 7 rồi. Rằm tháng 7. Nửa tháng. Có 2 tuần rồi. Đó, cũng khá lâu, có cũng nhiều ông bà trông đợi rồi xem cái nhà của cô như thế nào rồi. Nhưng con cũng nói là do là từ con đi xuống đây cô là con phải quận đi quận về, nếu mà 8 tiếng chạy xe thì đi về trong ngày con chạy không nổi. Nên mà xuống đây phải 2 ngày, phải sắp xếp thời gian. Ở trển thì cũng đang khá là bận do việc làm cầu á. Thì cuối cùng ngày hôm nay thì con cũng xuống đây để bàn giao nhà cho mình ha. Dạ thì đầu tiên thì con sẽ đọc những vật tư mà con đã mua làm nhà cho cô. Dạ, nhà của cô thì bề ngang là 3m6 dài 11 hay cô. Thiết ở trên thì con vẫn mua là 4m chứ không có mua 3m6. Nên á, nhà của cô á, thì nếu như mình tính là mình làm bề ngang là 4m dài 11m á, thì nó ra là được 44m2. Mà còn cái này mình làm có 3m6 thì nó ra chỉ được có 40m2 thôi. Nhưng mà thiết ở trên rồi những cái ở trên thì con mua đều là 4m hết. Rồi, bây giờ thì con sẽ đọc những vật tư con mua ha. Và đầu tiên thì con mua là các đá xi măng, thì ở chỗ Lý Xỉn là cô cũng hỗ trợ con để tìm cái cửa hàng đó. Cái cửa hàng thứ hai là con mua ở Ngọc Trinh, cũng là ở gần địa phương của mình luôn ha cô. Dạ, con đầu tiên là con mua vật dụng để mà làm nhà cho mình to 1 là con mua là 7.984.000, thì con có chia sẻ lên video rồi đó. Mọi cái con đến đây thì con đều chia sẻ lên video và những cái to mà mình mua các đá xi măng đó mình làm ha cô. Đây đầu tiên là mua các đá xi măng để mà mình làm là 7.984.000. Đây có bé Út nhìn là được rồi. Rồi kế tiếp là to thứ hai là mua thêm
mình mua thêm nè là 7.075.000. Là tại sao cô mua thêm, là do là cái đường của cô nó khó đi á, mỗi lần một cái xe đi thứ gì á, nó chở được có nửa khối cát à, mình kêu vô cái chở được 5 bao xi măng nửa khối cát, bởi vì mình có nhiều to. To thứ hai là 7.075.000 đồng. Đây. Còn cái to thứ ba, cái to thứ ba là mình mua là thêm là 4 khối cát 5 bao xi măng là 1.600.000 đồng. Đây to đây. Dạ là nhà của cô á, là Trang không có kêu cát được bơm, cho nên là Trang mua đá. Đá ở đây là con kêu đá, con kêu là đá bụi, nhưng mà thật sự ra nó là đá 1-2 trên Trang á bà cô chú, thì nó cũng có pha lẫn. Dạ. Nó cũng kêu khác, nhưng mà lúc mà Trang chia sẻ làm nhà thì chắc ông bà cô chú cũng thấy được là nó cũng có bằng giò cái cũng có nè, tay út cũng có, là nó lộn xộn hết. Đó. Cái đó mình đổ là đổ đá là 15 khối đá đó bà cô chú anh chị. Đó, là con mua làm nhà cho mình ha. Kế tiếp là tiền công ha. Tiền công là đầu tiên là con thỏa thuận với thợ là công là nhà của mình làm mình đổ đà. Tiền thợ là 8 triệu, lúc đó con có chia sẻ lên rồi. Còn phần sau là 1.300.000 là còn như nhà vệ sinh nè. Với cái cửa này lúc mà lót gạch thì nó hơi hấp á, mình phải nới cửa lên á, tiền công thợ bà cô chú, rồi để làm cửa buồng. Do Trang bận việc quá nên Trang không có xuống kịp, nên nó là Trang có thuê một người thợ ở đây, là nhờ cô Nhất tìm thợ giùm Trang, là tiền công thợ thêm 1.300.000 nữa. Thì tổng cộng đó là 9.300.000 đồng. Cái tiền công thợ làm nhà, cái phần nền đó bà cô chú, với cầm thêm một ít phần kẽm còn sót lại là như bữa hổm là nhà vệ sinh nè, rồi cái cửa buồng, với cái nới cái cửa lên là 1.300.000 tiền công ha, là tổng cộng tiền thợ là 9.300.000 đồng. Còn to mà con mua to lợp, tôn dừng, gạch lót, bồn cầu, nước sơn, một số cây kẽm mà để mình làm cái hổm chở dùng mua 21 cây cô nhận đó, tổng cộng là 21.635.000. Trời ơi, lưng viết nhìn không ra luôn nổi. Cái đó là gồm gạch lót, bồn cầu luôn hay cô? Này ghi trên đây sẵn là đồ đặt trên đây luôn nè, để cô cứ về cô kiểm ha. Đây, 21.635.000. Rồi còn tới tiếp là cái to kẽm, to kẽm làm nhà, là cái nhà mà con chở xuống mà cậu đi nhận, cậu chở vô đây á, là 10.284.000. Đây, còn con mua một số cửa giống như là cửa lớn của mình nè, là 2.000.000 đồng. Còn cửa nhỏ là cửa sổ là gồm là 1, 2, 3 cái cửa sổ, ba cái cửa sổ của mình là 2.250.000 đồng hả cô. Rồi còn thêm một cái cửa sổ lớn ở đây, cửa sổ lớn này là 1.000.000 nè, còn ba cửa sổ là cửa sổ bên vách nè, với cửa sổ buồng, với cửa sổ sau. Cửa này là mình cửa đặt á, không phải con mua ngoài cửa tiệm nha, con đặt ra làm theo khuôn khổ, rồi nó sẽ cái hợi ly kẽm gì đó nó chắc hơn. Nhưng mình mua ở ngoài cửa hàng thì nó màu trắng, rồi nó là cửa cái gì nè, nhưng mà nó hơi mỏng hơn một tí đó. Rồi còn kế tiếp thì con mua một cái cửa phòng nhà vệ sinh, với cái cửa nhà vệ sinh là 1.200.000, và một cái cửa phòng 1.200.000 nữa, là hai cái cửa đó là 2.400.000 ha. Còn những thứ mà con mua lặt vặt để mà mình làm vô cái nhà, giống như là con mua nè, đá cắt lớn 2 cái là 80.000 đồng, đá cắt nhỏ 15 cái là 90.000 đồng, đá mài 3 cái là 36.000, que hàng 2 hộp là 150, bát 3 phân, bát 4 phân 44 cái là 176.000, bảng lời 6 cái là 71.000, tay nắm cửa 3 cái là 60.000 đồng, chốt cửa 2 cái là 55.000, sơn xịt 8 chai là 240.000 đồng, ốc vít, ốc lợp, ốc dừng, ốc bắn đòn tay là 395.000, cái bản lưu niệm của mình là 200.000 đồng. Rồi hỗ trợ đội từ thiện, là hỗ trợ đội từ thiện của ba lon của họ xuống dựng nhà đó, là hỗ trợ là tiền xăng là 2.000.000 đồng. Là tất cả những ngày mà những anh đó là đi lại làm cái nhà cho mình, như là hàng xiên nè, rồi nói đòn tay nói này nói kia đó, là hỗ trợ là mỗi người lại, cái má sẽ là người mà tiền xăng đi lại mỗi người một ngày vậy là bao nhiêu tiền, cái má chỉ hỗ trợ tiền xăng cho người ta chạy đi chạy lại về thôi, là 2.000.000 đồng là toàn bộ cái nhà kẽm của mình nha. Rồi tổng cộng hết chi phí tất cả con mua là vật tư làm nền, vật tư làm nhà, cửa nẻo này kia nọ hết của mình luôn là 69.081.000 đồng. Đó là nhà của mình hay cô. Còn bây giờ thì con xin đọc là những nhà hảo tâm mà con nhận được để mà con sẽ trừ đi cái phần làm nhà của mình. Dạ, nhà hảo tâm đầu tiên là chú Quỳnh Minh Châu, con nhận được 2 đợt là 15.000.000 đồng. Ông Sen Kim Trần 2 đợt là 8.000.000 đồng. Cô Kim Dung ở Canada thêm 2 đợt là 35
35 triệu đồng cộng thêm một chiếc xe đạp của bé nữa nè. Cô Như ở bên Úc là 2 triệu đồng kèm theo phần quà của mấy mẹ con gồm tiền mặt nữa nha. Rồi, anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ là 10 triệu đồng. Đó là những nhà hảo tâm. Rồi, con cộng lại tiền mặt con còn giữ lại làm nhà của mình là 70 triệu đồng. Con trừ làm nhà 69.081.000 thì còn lại là 919.000. Đó là nếu mà còn tiền này thì con sẽ mua dây điện để mà vô đường điện cho cô á. Nhưng mà do là con có chảnh còn mặn công việc quá thì con sẽ giao số tiền này để cho cô vô đường điện ha. Giống như là cây nước ở ngoài đó còn đó thì cô mua ổng cô nói vô cho con ha. Và còn 919.000 để con xin gửi cho cô. 919 thì con sẽ gửi cho cô tròn 920. Đây con gửi 920 hay con? Để cô vô đường điện giùm con nha. Dạ, trước khi cho gia đình có lời cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị thì cho Trang xin gửi lời cảm ơn trước những nhà hảo tâm mà đã hỗ trợ Trang. Và đầu tiên là con xin cảm ơn chú Năm Đà, người dân địa phương đã hỗ trợ một chiếc xe chở kẽm xuống. Là bữa đó là bé Út với lại cậu đây là thấy cái chiếc xe kẽm chở kẽm xuống đó. Nếu như mình thuê là không dưới 2 triệu nhưng mà người ta toàn bộ làm từ thiện hết, không lấy 1.000 tiền xăng nào hết. Rồi kế tiếp thì được sự hỗ trợ của anh Khôi bên Mỹ hỗ trợ đội từ thiện một chiếc xe 2 triệu đồng, xe 16 chỗ để chở các chú thợ xuống đây làm. Rồi còn con xin gửi lời chân thành cảm ơn đến cô Dượng bên Úc đã hỗ trợ những trái cây nè, rồi những phần ăn thêm giống như là trên đường đi làm về thì tối khuya có đói thì ghé vô tiệm ăn hỗ trợ, đó là những chú thợ bên đội từ thiện. Và đó là những người đã hỗ trợ phía sau khi mà Trang làm nhà, được chú Năm Đào hỗ trợ xe, được anh Khôi hỗ trợ xe, rồi được cô Dượng bên Úc hỗ trợ những phần ăn thêm. Rồi đó là những gì mà Trang gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị những nhà hảo tâm rất là nhiều vì đã luôn đồng hành cùng Trang giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đến thời điểm hiện tại. Trang xin thành thật cảm ơn rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì để cho gia đình có đôi lời cảm ơn ha. Đầu tiên như là bé Út đi. Đây em cầm đi rồi hơi em chuyện qua mẹ ha. Tại vì có một cái vít thôi. Dạ. Rồi bây giờ thì trước khi á mình nhớ lại cái căn nhà của mình đó, nhà lá nè. Bây giờ được sự hỗ trợ của ông bà cô chú anh chị mình thấy được căn nhà như thế này nè. Em có lời gì nói với ông bà cô chú khi mà tâm trạng em ngày hôm nay nhận được ngôi nhà? Dạ là trước kia là từ nhỏ tới lớn luôn là em chưa bao giờ nghĩ là mẹ sẽ cắt được một căn nhà vậy đâu. Thì gia đình rất là khổ, với khoảng thời gian đó mẹ còn quá thiếu nợ, tụi em còn phải ở nhờ bà ngoại nữa mà. Tới ngày lên tới đây thì đi làm xa xứ với ba mẹ, rồi cứ nghĩ là sẽ không về quê nữa đó. Em cũng nghĩ là ba mẹ sẽ ở chợ luôn, không có về đây nữa. Nhưng mà không ngờ là ba bệnh rồi lại về đây, được ở nhà ngoại, rồi bây giờ lại về đây, được anh chị giúp đỡ cho một căn nhà. Thật sự là em cũng rất là vui á, kiểu như là hồi đó giờ là sẽ nghĩ là không có được cái nhà nhưng để cho ba mẹ mình ở. Tự nhiên em không biết là sau này em lớn lên rồi có còn đủ khả năng để giúp được ba mẹ không, giống như ba vậy á, nửa chừng cái ba đi bỏ mình. Còn mẹ thì cũng đau ốm hoài à, chứ không phải là mẹ mạnh khỏe hoài để ở bên mình. Không biết một ngày nào đó mẹ sẽ như thế nào, rồi mình có đủ thành công để giúp được mẹ nữa hay không. Nên bây giờ cô chú rồi tới đây để giúp đỡ được cho gia đình em, thật sự là em rất là biết ơn. Cái ơn này không biết bao giờ em mới trả lại được. Con cũng xin cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã tới đây ủng hộ cho gia đình con một căn nhà. Cảm ơn đội từ thiện của cô đã tới đây quay từ những ngày mưa nắng cũng không kể mà tới đây quay cho gia đình con để được một căn nhà. Con nghĩ là ba con sẽ rất là vui. Căn nhà này là ba đã mơ ước từ khi ba nằm ở đằng nhà mà bệnh, mà nghe người ta cho được một cái nhà mà ba vui tới nỗi mà nói là ba chết cũng được nữa, mà miễn là có nhà để ở là được. Em nghĩ là ba ở chỗ chắc chắn rất là vui, mẹ em cũng vậy nữa đó. Còn tụi em thì không thể nào biết được mình sau này có được thành công hay không, hay là vẫn như vậy. Nên là mẹ có được cái nhà này rồi á, tụi em rất là yên tâm. Để mẹ sau này có gì già mẹ vẫn có chỗ để ở, chứ không còn phải ở giống như ba tới ngày chết cũng không có cái nhà. Con xin cảm ơn ạ. Đây, cô không biết nói gì hơn. Trước nhất là cô cảm ơn nhà hảo tâm, các nhà hảo tâm
và các cô chú mạnh thường quân gửi đến cho cô một cái căn nhà này là cô rất mừng, là vui và gửi lời đến đó là để cô cảm ơn những nhà người hảo tâm vậy. Sau đó là hội từ thiện của cô Ba Loan đã giúp đến đây, đã giúp con cô ba với anh chị em với các cháu đến đây giúp cho nhất rất vui và rất cảm ơn bên đội từ thiện của cô Ba Loan. Rồi đến đó là gửi lời đến cậu Năm Đầy đã giới thiệu cho Trang và các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô hôm nay, cho nên là cô gửi lời đến tất cả anh chị em cũng như gần xa cô bác chú chấm điền gì đó là ủng hộ cho cô hôm nay được như vậy là cô rất mừng, cũng không biết nói cái gì nữa, vậy là vui dữ rồi mà không biết nói gì, chỉ gửi lời cảm ơn vậy thôi chứ giờ cô không biết nói gì hết. Giờ đến Trang và Lân cũng đồng hành với cô trên đường đi nắng mưa rồi khó khăn cỡ nào cũng đến đây nữa, rồi cho nên giờ cô cũng không biết nói gì, mừng quá cũng không biết nói gì hơn. Dạ, có cái bữa mà Trang chia sẻ cái bữa mà Trang chia sẻ cái video á là mấy chú làm trong thời tiết mưa, có nhiều cô chú anh chị trên mạng xã hội bình luận là nói là làm gì đâu mà bất chấp như vậy, tính mạng mà không có kỹ lưỡng gì hết, là có chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Dạ là do cô chú biết sao không, do là mình được cái nhà hảo tâm hỗ trợ một chiếc xe mình đi xuống đây á, mấy chú á rất là mong muốn là mình sẽ dựng được trong một ngày để mình xong hoàn thành cái nhà, để công sức của cô chú đã hỗ trợ cho đội từ thiện á, mình không có uổng phí á, cho nên á xuống đây nếu như trời mưa ông bà cô chú thấy là nếu như lúc sáng á Trang chia sẻ, Trang nói ôi bữa nay quá trời đẹp rồi, trời nắng chưa đầy một tiếng sau là mưa, từ sáng nó tới chiều tới mình về luôn vẫn còn mưa đó ông bà cô chú anh chị. Nếu như mà cái thời đó mà từ 9 giờ sáng mình không làm tới chiều nữa thì đâu có xong cái ngôi nhà đâu. Rồi cái tấm lòng của anh Khôi bên Mỹ hỗ trợ chiếc xe, cả đội từ thiện xuống đây là 12 người đó, xuống đây 12 người để mà làm cái nhà mà không xong á thì đội từ thiện á là kiểu như là tấm lòng á là mong muốn là ngày hôm nay sẽ xong, nhưng mà không xong thì cũng không có được vui á, nên mấy chú cho dù trời mưa mấy chú cũng cố gắng làm cho xong căn nhà. Thứ nhất là để cho cái gia đình mình có được căn nhà nè, cái thứ hai là không có phụ lòng của cái nhà hậu tâm đã hỗ trợ cho mình chiếc xe đi xuống đây đó, cho nên mấy chú cũng cố gắng là nhiều, là riêng bản thân cha mà ngay cả các chú nữa, các chú đều nói là đều mong muốn là cái chịu khó của mình á, chỉ giống như là mình dầm mưa chỉ có một ngày thôi, nhưng mà sẽ mang lại cho một cái gia đình có được một căn nhà che mưa che nắng, cả hầu như là có thể là đi suốt cái cuộc đời sau này của họ, ít nhất chị cũng phải từ 20-30 năm đó. Thì cái tiêu chí đó mà Trang cùng với cả đội là đến thời điểm hiện tại dồn hết tất cả cái tiền mà công đó, mình sẽ dồn vào bồi đắp vào cái nhà, mình sẽ mua được cái số lượng kẽm, cái nhà nó sẽ chắc chắn hơn. Ví dụ giống như Trang mua tên lợp của cô nè là 4 gem, thì 4 gem nó có rất là nhiều loại 4 gem, nhưng mà độ mà kẽm nó chỉ có 70 thôi, thì nó tầm khoảng là 80 mấy ngàn một mét thôi. Còn nếu như cô mua nè, hiện tại cô mua nhà cô là 4 gem nhưng mà nó đã là 100 ngàn, thì cái độ mà kẽm nó là tới 100 nè đó, thì cái độ mà kẽm ở đây là nó sẽ chống được, hạn chế được cái độ sét cho mình sẽ ở được lâu hơn. Đó là cái tiêu chí mà của Trang cũng cả đội đều mong muốn là mang lại cho gia đình mình khó khăn có một cái căn nhà là nó là không phải là rất là đẹp, rất là nó như thế nào, nó hoàn hảo như thế nào, nhưng mà mong muốn lúc nào cái tiêu chí cũng phải mang lại cho một cái nhà là nó chắc chắn. Ngày hôm nay thì Trang rất là vui luôn khi mà đến đây được bàn giao nhà cho cô, rồi khi mà nghe bé Út chia sẻ về hết tình cảm của mình là gửi lời cảm ơn đến ông bà cô chú anh chị. Giống như bé nói đó, không biết sau này bé có thành công hay không, nhưng mà trước mắt thì bé cũng rất là yên tâm vì ba mẹ như là ba cũng đã có nơi yên nghỉ để mà che mưa che nắng nè, mẹ cũng có chỗ để mà yên tâm về phần nhà cửa sẽ không còn bị dột mưa như thế nào, hay là gió tới mẹ cũng không còn sợ nữa. Đó là lời chia sẻ của bé Út. Còn đây thì Trang cũng rất là vui mừng vì mình cũng góp một phần công ích đến cho gia đình, mặc dù là Trang không có hỗ trợ 1 ngàn nào trong cái phần tiền cắt nhà hết, nhưng mà đến mà trao tặng những cái căn nhà đến những hoàn cảnh khó khăn á, khi mà họ nhận được căn nhà thì những mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Giống như cô ở đây thì giống như bé Út nói, từ nhỏ đến lớn bé cũng chưa có một cái căn nhà nào hết, đến thời điểm hiện tại khi bé được thấy được căn nhà thì em cũng rất là vui.
thì chẳng hơn hết là tâm trạng của bé Út vui thì Trang cũng là người vui nhất. Bây giờ thì Trang cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả nhà hảo tâm rất là nhiều đã đồng hành cùng Trang, giúp đỡ cho những người khó khăn có được căn nhà. Vì Trang luôn mong muốn á, hồi đó thì khi mà Trang cũng còn nhỏ như bé Út vậy, cái độ tuổi của Trang cũng như bé Út thì ba mẹ cũng không có nhà để ở, lúc đó thì cũng còn ở nhà lá, cũng còn giọt mưa, cho nên tâm trạng bé Út thì Trang rất là hiểu. Thì nỗi mong muốn của các con cũng như là ngay cả ba mẹ cũng đều mong muốn cho gia đình mình có được cái nhà để mà nó lành lặn chắc chắn để mình ở á. Thì đó là cái điều mong muốn mà Trang cố gắng đến thời điểm hiện tại. Trang cũng rất là mong ông bà cô chú anh chị sẽ luôn tiếp tục đồng hành cũng như là hỗ trợ Trang để Trang có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Bây giờ thì Trang chào ông bà. Gia đình mình chào ông bà hai cô ha. Con chào ông bà, con chào cô chú luôn nha. Đây toàn bộ giấy tờ giao cho cô. Rồi.